Trời ơi, con chào anh LAX Airport, California, January 19, 2023. Phi trường Los Angeles, ngày 19 tháng 1, 2023. Đây là nước ngoài hết cả thế giới. Bây giờ LAX, bao nhiêu phi trường này? Giờ chờ đèn này đông người hay đang lên cái trường đông người ha. Bây giờ đây Mỹ xe hơi nhiều không có xe Honda hả? Thấy không khí bên đây Mỹ với khác từ năm thấy không khí đây bắt đầu lạnh nè ha. Vâng, dạ. Bây giờ nó biết mấy độ không? Chắc khoảng 60. Không, ở số S 60 tên hết, 60. Đây 5C. Giờ trời trời xe. Việt Nam là hơi nóng, ấm. 25. 25. Qua năm Sài Gòn. Đây vào qua năm rồi. Dễ quá. Mày bên Việt Nam là chú mấy chỗ này là có cái chỗ để hút thuốc lá đó, dạ. Mấy cái cọt đó, dạ. Có qua hút đâu? Kỳ này cũng lâu rồi không hút. Dạ, có mẹ. Đây kiếm đồng minh kiếm ai đây? Ờ, tại vì bên Mỹ nó cấm nhiều chỗ cấm, nó không có dễ, không có dễ bằng Việt Nam. Việt Nam thì tự do hút. Cái này gì vậy? Cái gì này? Ôi, mình lên level 4, parking. Đây ai cũng có xe hơi, không có đi xe gấp. Việt Nam là ai kêu cho xe gấp, xe gấp. Chứ ai ok, nào có máy vô cái mình kèo lên. Làm cho khách xong rồi là khách nó bỏ bắt, mình đi rửa đồ xong mình lên là bắt. Dạ vâng. Nhiều xe đang trên đường về 30 phút nữa. Thành thành ra họ biết không? Dạ. Dạ không, em mua. Dạ. Em mua đó là đã 30 mấy năm rồi mà em mua từ ngày giờ là 23 năm rồi. Phải mới 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 ha. Ờ. Ôi giời ơi. Giấy tờ nó giấy tờ chưa xong thì không có gì với khách xe gì đâu. Dạ không, để đây. Của mẹ nhá. Dạ. Ngoài hành trình này không có một thông. Dạ, dạ để im đấy thì. Đấy chị thấy. Ôi giời ơi.
Which one? The grape? This one? Which one? Yes? Like? Thumbs up? Chào cô. Cô Vân. Đây là cô Vân và cô Màu tới nhà để thăm sơ đành và chú Nguyên mấy chục năm mới gặp lại. Ba người ha.
xong rồi bắt đầu chuẩn bị ăn. Đó, món ăn. Phong đi xem mà. Rồi là chú Long. Long. Bây giờ mọi người nghe chú ý nhá. Em làm lễ lại lần nữa nhá. Anh Long là anh của lớn của chú Linh. Your brother, your older brother, older. Yeah, older. Chú là anh nhưng mà nó lớn tuổi hơn chú. 4 years? Oh. 4 years. He's dragon. Có muốn nói gì vô cái microphone à, cái này hả? Thì nó chưa tới bến anh. Ờ. Cháu muốn nói nè, Kiều Thiên Nguyên có chào gì không? Mọi người không? Hôm nay là cái dịp mà hả đặc biệt mà không bao giờ mà ai mà nghĩ là lâu năm không gặp mấy chục năm á, có thể mấy chục năm không gặp. Mà bây giờ gặp giống như sinh hoạt giống như ở Việt Nam vậy đó. Chị em quý rồi hả, đây là mọi người quay mọi người đây đó hả, như bác Bình đây nè. Rồi tất cả mọi người rồi bác Lành nè. Đấy, đang là vui vẻ cái bữa tiệc mà hội ngộ lại đó. Thật là quý giá. Thì hy vọng là cũng có một ngày gặp tất cả những thân nhân, mọi người, con cháu, anh em gặp mặt ở nước Mỹ này giống như ngày hôm nay. Đây, nhưng mà nhất định có, hễ hy vọng nhất định có. Nha mọi người nha. Ok, bye. Rồi. Cái này là cái thằng thao vô cái microphone này. Here we have all the món Việt Nam, gỏi cuốn, thịt heo, giòn, cơm chiên, nho, chè. What we have here, we have all these. Gỏi bò thái. And then the next one is tèo giòn. Bánh bèo.
thôi. Chị thôi. Chị. Dạ. Dạ. Cháu là Úc. Úc à? Dạ. Long Long Lâm Long xin mời tới em cháu. Dạ. Chị có thể là nhiều người lâu ngày không gặp khi họp nhau, gặp nhau. Mấy chục năm họp nhau. Dạ. 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 Chơi. Có thể là 30 năm người ta 30-40 năm không gặp và học lại gặp lại. Đang thành phố Golden Grove. Cà rốt với lại cà phê đang chơi. Oh, they're almost like twins. The one the glasses is the older one. Yeah, two wearing similar clothes. Oh, you mean Oh, very bright, clear. The sang, the food circuit. See what we got? Yeah, see the food circuit. Check the battery. Oh, chicken. Modelo? Việt Nam chứ Modelo? Việt Nam chứ Modelo? Việt Nam. Right now. See how they like the man.
Nếu mọi người yêu mến kênh của Ben Ninja thì xin đăng ký, ấn vào chuông, thích và chia sẻ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin kính chào.